Để lấy vào đây bán chị hàng tí. Thế ai ai vào nữa? Anh Tiến. Vào ăn tí. Vào đi. Để chị hàng đang thay mic một tí nhá. Chờ một xíu nhá. Ui khô của bò hiện tại bây giờ mọi người thấy bao nhiêu ạ? Giá bao nhiêu? 138 á, 138 250g á. 250g áp vô chờ với gì nữa là 160 chứ. 138 á. Nó sẽ là như cái bảng. 138 là có mấy trăm điêu thôi. 200 suất 138. Thôi ghim luôn nhỉ, ghim cho em luôn nhỉ. Về bò thì không cần phải review nhiều rồi. Cái này gọi là ui. Ấy xà, sành ăn đấy hả? 250g 138 chỉ có 200 suất thôi. Mọi người nhanh tay nhá. Hiện tại là trong giỏ hàng đã ghim rồi. Và trong phiên live ngày hôm nay của chị Hằng thì mình nghĩ là rất là rẻ, quá rẻ luôn. Quá rẻ so với là bình thường anh em mình bán, kể cả bản thân mình bán cũng không được giá như này đâu. Nên là mọi người tranh thủ nhá. À thôi cho Lôi ăn được đây. Oh my god ní. 138 là chỉ có 200 suất thôi nhá. Khô bò thì nó ngọt ngọt chua chua. Rất là ngon. Hả? Ngọt chua chua không? Còn về phần mix, phần review thì mình rất là kém. Mình so với chị Hằng là mình rất là kém. Nên là review có gì thông cảm, mọi người thông cảm nhá. Review sai mọi người thông cảm nhá. Review đồ ăn nha mọi người. Cay cay ngọt ngọt không? Ngon không? Có cay không? Có cay quá không? Con à? Con cay gì cả. Đây đây, nằm tí chanh nè. Nằm tí chanh nhá. Lại tí chanh. Thử cho lôi review cái. Ngon quá. Ngon quá nha. Khô bò 55g có 55g mình giá hôm nay bao nhiêu đây? Wow. Giá 498k là ui 310 á? 55g. Ui. 310k là 55g nha mọi người nhá. 310k. Ui giời ơi, từ trước tới nay là chưa thấy cái giá nào mà rẻ như trong phiên live của chị Hằng. 35 đây đây. Ô, sao? Ô, cái này đây. Dạ Lôi hôm nay mỉn quá. Đúng rồi, hôm nay là nhiều máy quay lắm các bạn. Bình thường anh em mình like thì chỉ điện thoại thôi, chứ bây giờ thì thấy lanh không còn đâu, hết rồi hả? Hết rồi. Vẫn là 160 đúng không mọi người? Hôm nay cực kỳ hơi giá hơi đấy. 140. Còn quá ấy. Trong giỏ hàng đang ghim đây mọi người nhá. Trong giỏ hàng đang ghim đây. Trời ơi. Tí nữa khô gà nó mới kinh khủng kìa. Nhưng mà 250g là giá 160 vẫn đang còn đúng không? 160 vẫn đang còn à? 5 năm suất nữa 160. 160 nha mọi người. Nay ông bán chán thật, đúng thật là nhiều người quá rồi nha. Khó nói lắm các bạn. Chứ đồng lắm mà nhiều máy quay lắm, ngại lắm. Có chú Tiến vào thì hai anh em nó còn vui tí. Mà là cái phong cách like này nó cũng khác nữa. Bình thường là chỉ có cái điện thoại like thì nó dễ hơn. Bây giờ trước mặt đây là bao nhiêu cái màn hình, bao nhiêu cái máy quay, không biết nhìn đi đâu. Rồi có gì sai sót thì mọi người thông cảm mình tí nhá. Mọi người còn khô bò thì vẫn đang ở trong giỏ hàng ấy. Vẫn là ươm xong, bây giờ đi bán khô bò đây. Đúng rồi, anh phải ngồi đây mới nói chém gió tí. Hello cả nhà. Đúng rồi. Chém gió tí.
Em là người bán sớm sớm tí thì là còn ăn được hết cả lọ này, nhưng mà bán muộn muộn này chơi nửa lọ thôi. 35 phút nữa mọi người. 35 phút nữa mọi người. Nhanh, hiện tại nhanh, là nhanh nhanh. Em là nước. Hả? Cái gì? Không đủ vào đây nào. Ghi luôn. Sao không đủ? À, chị Hằng đang ăn cơm nhá. Chị Hằng đang ăn cơm mọi người nhá. Đang cho Hằng nghỉ ngơi một tí. Đúng rồi. À, đặc biệt là khô bò với là khô gà, mấy cái đồ food bên em là hầu hết là không chất bảo quản, không chất thẩm màu gì cả, nên là mọi người cứ mua về ăn yên tâm đấy, đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho cả nhà mình. Nên đây là chỉ việc có ngồi ăn thôi, cứ một miếng bò xong là ăn thêm hỏi xoài nữa. Bao giờ vào đây ngợp về nhiều máy nhiều máy quá, nhiều máy xung quanh. Không, lần đầu tiên live theo kiểu như này nên là nó cứ bơ ngớ, nó chuyển nó cứ bị vấp. Bình thường có một cái máy nhìn mình ở đây, hàng bao nhiêu con mắt ở xung quanh nhìn mình ở đây, đảo á, nhìn mình 4-5 cái máy quay trước mặt này. Ôi 110 kìa mọi người, 250 gram là 110 á, rất là nhiều nhá, 250 gram đâu nhiều lắm. 300 gram nhá. Và đặc biệt là cái bò này là bò nguyên ra. Nguyên miếng nhá, nguyên miếng chứ không phải là sợi, nguyên miếng. Bọc hết luôn à? Cứ bọc đi anh. Đủ hết rồi, đẹp rồi. Đây, để anh cameraman soi lại gần cho em một cái. Đây, nó là một nguyên nguyên miếng như này nhá. Đây, một miếng như này luôn này. Đây, có cả miếng ra. Ui xa, nhìn nét nhá. Đây, soi miếng này cho đẹp này. Hơi miếng. Đây, miếng này cho đẹp. 200 suất 160k. Còn 200 suất cuối cùng 160k nhá, cả nhà mình nhá. Dạ, cả nhà mình nhá. À, nhà nói đi, nói thay Julie cái. Nuôi nói đi để chú ăn đấy. Các chú ăn nè. Giờ mẹ. Các chú nét thật, đúng thật là nét thật. Các chú lại bụng à? Các chú đi ăn rồi. Đói bụng đâu, đói bụng. Mai thì phải lên ăn chứ. Mẹ. 500 gram vẫn là 510k nha mọi người. 310k. Run. Ê, vào đây mà ngồi đi. Vào đây mà ngồi. Vào đây. Vào thử mà xem. Chết khiếp rồi. Hôm nay là đêm là trời. 550g túi, 550g là túi Jeep. Còn 250g là trong hộp như thế này nha mọi người. Mình không mang túi Jeep gì nhỉ? Túi Jeep 550g. Giá hiện tại bây giờ deal với là voucher với gì còn xuống còn 310k nữa thôi. Cực kỳ hơi. Giá niêm hết là 498k. Nên là trong phiên live ngày hôm nay là 310k là chưa từng bán bao giờ anh ạ. Em ấy, em chưa từng bán bao giờ luôn mà cái gói bò bên nhà mình ấy mà 310k. Giá này là giá rất là hời luôn. Giá hời. Còn 100 suất nữa thôi mọi người nhá. Còn 100 suất nữa. Mọi người tranh thủ đi, tranh thủ trong phiên live, chỉ hàng nhiều voucher thì cứ mua đi. Gọi đặt cưa vào chứ. Gọi đặt cà cưa. Cà cưa. Giờ không biết tiếng nữa là cũng lộn xộn lắm. Cà cưa. Cà cưa comment. Tà cưa. Ăn bò luôn. Tà cưa. Rồi, vào đây. Có tà cưa vào cái không khí nó khác ngay. Tà cưa.